Chị Thuận, sao em thấy cái đoạn mà chị đưa gậy ra, chị đưa gậy không có ổn định. Tức là có nhiều lúc nha, em thấy chị đưa gậy ra dày nhiều, có lúc em thấy chị lại vòng ra đây nhiều. Nếu vậy thì swing của mình đâu có ổn định được. Chị đang phân vân không biết phải sửa như thế nào cho đúng. Để Kiệt giúp chị. Bây giờ vậy để nha. Làm sao cho cái swing nó đúng. Em thì em thấy là đa số mọi người là thông thường khi mà người ta take away, người ta đưa gậy ra là người ta sẽ bắt đầu từ ngay cái cẳng tay này trước nè. Nên là người ta vòng gậy ra sau lưng nhiều. Đó. Sau đó một là người ta lại tiếp tục đi vòng ra dày nữa, làm cho cái swing của mình gậy nằm ra rất là nhiều vậy nè. Nên lúc mà mình down swing á, một là mình sẽ bị kẹt. Rồi đây. Còn hai là mình sẽ đây từ trên mình bổ xuống. Đó. Rất là nhiều nhiều. Đúng rồi, rất là nhiều người sẽ bị vậy. Nên là chủ yếu của cái việc đó là đầu tiên là người ta dùng phần cẳng tay nhiều. Mà phần cẳng tay lúc mà chị bắt đầu từ cẳng tay trước thì đầu gậy bao giờ cũng đu vào trong rất là nhanh. Đó. Thì đây chị sẽ cảm thấy là cái ngực của chị và cái tay của chị nó không còn kết nối với nhau nữa mà nó sẽ bị rời rạc ra. Chính xác. Sau đó chị cảm thấy chị quay ngực đi rất nhiều luôn. Chị quay vai đi rất nhiều luôn nhưng mà ngực lại không đủ. Nên là chị cứ muốn quay thêm cái cuối cùng là chị lại quay quá cái vai nhưng mà trong cái đó ngực thì xoay không đủ. Thì kế tiếp rất nhiều khả năng là chị sẽ làm việc này, bổ xuống. Đúng rồi, thì chị bổ xuống như vậy nó sẽ làm cho góc gậy của chị đi rất là dốc xuống như vậy thì nó sẽ dễ đập vào đất vậy trước khi mà nó tiếp xúc vào bóng. Mà chị đập vào đất bằng cái phần cạnh của mặt gậy thì tất nhiên là lúc mà chị tiếp xúc đất vậy nó sẽ bị vướng lại chứ nó không thể nào trượt tới. Còn nếu như trong trường hợp chị đưa đầu gậy vào trong xong chị tiếp tục xoay vào trong nữa thì khi mà chị downswing chị sẽ làm việc gì? Downswing là chị sẽ bị chém bóng. Đó. Đó, chị làm lại. Ở đây. Không, chị sẽ lại chém vậy. Đây, chém vậy thì lúc này chị quay lại cái bóng chị sẽ thấy mặt gậy của chị rất là mở. Mặt gậy rất là mở mà đồng thời là chị đưa cái cạnh gậy ra thì mình rất là dễ dẫn đến một là cú banh bị bay rất nhiều sang phải. Hoặc là tệ hơn nữa là sẽ dẫn đến cú sang, tức là cú đánh gậy trúng vào gót. Chính xác. Rồi, kế tiếp nữa là khi chị vòng ở đây xong chị cố tình xoay ngực, xoay vai thật nhiều nhưng mà ngực lại không xoay. Over the top. Xong chị sẽ làm việc gì? Sẽ đập xuống. Vẫn là dẫn tới hậu quả tương tự. Hậu quả là không kiểm soát được đường bay của bóng. Đúng rồi. Và em cho chị thêm một trường hợp nữa là nếu mà chị lại... Trong trường hợp này, nếu mà chị là một người đã từng chơi golf tương đối lâu và chị có cảm quan tốt về hướng thì nếu như chị làm việc này và chị tiếp tục làm việc này thì chị nghĩ bóng sẽ đi về đâu? Bóng sẽ đi sang trái. Bóng sẽ đi rất nhiều về bên trái. Nên là chị sẽ bù việc đi rất nhiều vào bên trái bằng việc là chị sẽ nửa người lên để quay vậy. Thì việc này cũng sẽ làm cho việc mình đi gậy rất nhiều từ ngoài vào trong. Xong chị sợ bóng sẽ đi rất nhiều vào trái. Xong chị sẽ bù lại việc đó bằng cách là chị early extension, tức là chị bật người lên sớm, làm cho mặt gậy xoay lại. Thì việc này sẽ là làm cho đầu gậy đang đi xuống rất nhiều. Xong chị lại bật người lên thì đầu gậy lại tiếp tục bổ băm xuống đất, vẫn làm cho vòng swing không ổn định. Bây giờ nha, em nghĩ là chị nên lúc mà chị bắt đầu take away á là chị nghĩ là bắp tay nè với lại ngực nè phải kết nối với nhau. Đúng rồi, xong rồi chị cầm gậy vô. Đó. Từ đây nha, chị chuyển động thì chị không dùng cẳng tay này trước nè, mà cái chuyển động đầu tiên của chị phải là nguyên một khối của phần trên luôn. Theo định nghĩa của em, nguyên một khối phần trên là em lấy từ thắt lưng của chị trở lên đến vai nè, đến tay nè, đến cổ tay, đến gậy là giống như là đi liền vào nhau luôn. Không có cái nào đi trước, cái nào đi sau hết. Thì đầu tiên là lúc cái đoạn chị đưa gậy ra là chị phải đi nguyên bê nguyên khối này ra. Đó. Thì chị cảm thấy là bê nguyên khối phần trên ra. Đó. Đoạn đầu tiên chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Đó. Sau đó thì cái đoạn tiếp theo chị cứ bẻ cổ tay lên, xong rồi tiếp tục xoay ngực nữa. Xoay ngực nhiều vô. Đó. Mình cần lồng ngực xoay nhiều. Trong khi đó nếu mà lồng ngực xoay không đủ mà vai xoay nhiều thì cũng không tốt. Mình cần lồng ngực phải xoay thật nhiều vào. Đó thì chị cảm thấy cái swing của chị thoải mái hơn. Như vậy là để cho mình có được một cái vòng swing ổn định á, thì khi mà mình đưa gậy ra thì đầu tiên chị nhớ giùm em là chị giữ kết nối tốt vai, tay, ngực, cổ tay, gậy, tức là tất cả cái này sẽ đi cùng với nhau ở đây. Sau đoạn này thì chị sẽ xoay tiếp tục người và đưa ngực. Đó. Chị sẽ có một cái cú swing đơn giản hơn, thoải mái hơn, và nhất là đầu gậy nằm trên mặt phẳng nên là mình sẽ không có bị đi quá nhiều vào trong lúc mà downswing hoặc là đi quá nhiều từ ngoài vô. Mình sẽ không phải làm bất cứ một cái việc gì để mình bù lại.
Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Cảm ơn. Rất là dễ. Đúng rồi. Bây giờ chị cảm thấy swing của mình nó thoải mái hơn không? Chị cảm thấy rất là dễ dàng. À. Bài học rất là tốt. Chị nghĩ sau cái bài học này chị sẽ rút được nhiều kinh nghiệm cho cú swing của mình. Em cũng mong là bài học này sẽ giúp ích được nhiều cho chị, làm cho chị cải thiện hơn trong các cú swing, làm cho chị cú đánh có những cú đánh thoải mái hơn và tốt hơn. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Thì sau chương trình ngày hôm nay, tôi hy vọng là chị Thuận cũng như là quý vị khán giả sẽ hiểu thêm cũng như là không còn băn khoăn về việc đưa gậy ra như thế nào khi bắt đầu swing, cũng như là không còn bắt đầu cú swing của mình bằng cách quay cẳng tay vào trong. Việc này sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều hậu quả không tốt như tôi đã vừa nêu trên. Tôi là Nguyễn Tuấn Kiệt đến từ Học viện Golf Sài Gòn SGA và cảm ơn chị Vũ Thị Thuận đã đến từ tập đoàn FLC đã hỗ trợ tôi trong chương trình này. Và nếu như quý vị khán giả có bất cứ một thắc mắc hoặc câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email về cho chúng tôi. Email sẽ được hiển thị trên màn hình. Rất vui được giải đáp thắc mắc của quý vị khán giả. Và xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.